Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Trục âm dương thực phẩm do tiên sinh Osawa lập ra. Ly từ dương sang âm. Muối, trứng, thịt, cá, hạt cóc, gạo lứt là quân bình. Đậu, rau củ, trong biển, sữa, trái cây, nước, đường, rượu. Sau đó đi đến âm. Hạt cóc gồm gạo lứt, nếp, bắp, kê, bò bò ở Việt Nam và lúa mì, lúa mạch, hắc mạch, kiều mạch, đại mạch ở nước ngoài. 10 cấp ăn của tiên sinh Osawa. Cấp ăn số 7, hạt cốc 100%. Cấp ăn số 6, hạt cốc 90%, rau củ 10%. Số 5, hạt cốc 80% và rau củ 20%. Cấp ăn số 4 thì hạt cốc 70%, rau củ thì 20% và canh súp khoảng 10%. Cấp ăn số 3, hạt cốc 60%, rau củ 30% và canh súp là 10%. Cấp ăn số 2, hạt cốc 50%, rau củ 30%, canh súp 10%. Cấp ăn số 2, hạt cốc 50%, rau củ 30%, canh súp 10% và thịt cá 10%. Cấp ăn số 1, hạt cốc 40%, rau củ 30%, canh súp 10% và thịt cá là 20%. Cấp ăn âm 1, hạt cốc 30%, rau củ 30%, canh súp 10%, thịt cá 20%, rau sống 10%. Cấp ăn số âm 2, hạt cốc 20%, rau củ 30%, canh súp 10%, thịt cá 25%, rau sống 10%, tráng miệng 5%. Cấp ăn số âm 3, hạt cốc 10%, rau củ 30%, canh súp 10%, thịt cá 30%, rau sống 15% và tráng miệng là 5%. Với tất cả các cấp ăn này, nước uống uống càng ít càng tốt, vừa đủ giải khát. Tiên sinh nói nếu ăn theo số nhỏ mà sức khỏe không cải thiện thì nên ăn theo số lớn hơn. Cấp ăn cao nhất, cấp số 7 là cách ăn dễ nhất, đơn giản nhất và khôn ngoan nhất. Ăn số 7 suốt đời càng tốt. Theo tiên sinh, người Việt có thể ăn 60% gạo lứt, 30% rau củ, 10% trái cây. Trái cây phải thiên nhiên và đúng mùa, nhưng người bệnh thì phải ăn 100% gạo lứt muối mè. Sau khi ăn số 7 một thời gian mà muốn ăn ra thì phải ăn như sau để được an toàn. 3 ngày đầu ăn 5 miếng cơm một cắp rau, 3 ngày sau ăn 4 miếng cơm một cắp rau, 3 ngày tiếp sau ăn 3 miếng cơm một cắp rau. Ha ha ha, 问什么的说